Chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Mình giới thiệu về mình cho bạn nữ bên kia biết đi. Em tên Nguyễn Trung Hiếu, năm nay em 18 tuổi, lần thứ 15. 18 tuổi lần thứ 15. Mấy tuổi Trung Hiếu? Dạ 32 chị ạ. À. Hết hồn với 18 tuổi mà ế. Em cũng hết hồn. Em đang làm ở nhân viên cung ứng ở sân bay Tân Sơn Nhất. Bạn nữ giới thiệu đi bạn. Dạ, xin chào bạn bên kia, xin chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh. Em tên là Đoàn Thị Mỹ Duyên, năm nay 26 tuổi. Dạ, em ở thành phố Hồ Chí Minh, sinh ra lớn lên đây luôn. Em là nhân viên tính giá thành sản phẩm đó chị. À, dạ. Mình nói cụ thể về công việc của mình đi bạn. Dạ, tính giá thành của giày Adidas anh. Bạn có thể nói cụ thể cái việc mình cho bạn nữ bên kia biết luôn. Nếu mà ai đã có đi máy bay rồi thấy tiếp viên hay đẩy với xe xuất ăn để phục vụ á, thì khi mà máy bay đáp á là vệ sinh xong thì tụi em load những cái xe cũ xuống, là tụi em upload những cái xe mới lên, thì trong đó có xuất ăn, bia rượu rồi đó, để cho tiếp viên khi mà bay trên trời thì phục vụ cho hành khách á. À, công việc tới suốt ngày sân bay đúng không? Bạn quê ở đâu? Dạ em người Sài Gòn. Mình đã trải qua mấy mối tình rồi bạn? Chắc cũng khoảng 3 mối tình. 3 mối tình. Mối tình gần đây nhất là bao lâu? Chia tay 4 năm rồi. Ở sân bay thì thật sự là rất nhiều người đẹp. Dạ đúng, ai cũng nói vậy. Không, lên xuống rồi ở nước ngoài có, Việt Nam có, rồi hành khách ra mà rất nhiều đẹp. Sao mình không tìm được một cái người nào đó? 4 năm rồi, trái tim nó cũng một phần nó nguội lạnh. Bây giờ thấy không nóng lại hả? Cảm thấy nó đơn độc lắm rồi. Nó đơn độc lắm, buồn lắm hả? Bây giờ bạn đã muốn kết hôn chưa bạn? Dạ rồi chị, em muốn rồi. Mình muốn tìm một bạn gái của mình như thế nào? Cao khoảng 1m6 trở lên, dễ nhìn, vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm người khác, biết chia sẻ, chững chạc là được. Không thích gì ở người bạn gái? Hay vô tâm, nói chuyện vô duyên. Vô tâm mà vô duyên nó mệt lắm à. Rồi còn bạn gái, tiêu chuẩn của mình thế nào? Muốn bạn nam của em cao khoảng 1m7, chị Toan hơi cao đó. Em cao bao nhiêu? Dạ 1m65. Dữ vậy hả? Wow. Bạn trai đó hiền lành, tốt bụng, giúp đỡ người khác, biết chia sẻ với em. Cũng thích đi du lịch giống em. Em thích đi du lịch lắm hả? Dạ, tại hồi trước em học du lịch mà. Ồ vậy hả? Dạ. Bạn trai có thích đi du lịch không? Dạ em đi hoài. Rồi, vậy là mai mốt có đồ cặp đi sân bay em còn có tiêu chuẩn vé rẻ nữa, cứ làm tháng 2 tháng đi. Ồ, vậy là hai người này xứng cái vụ đó rồi ha. Rồi, mình có khuyết điểm hay là tật xấu gì không? Nóng tính, dễ giận, dễ hờn lắm chị. Nhưng mà mau nguôi lắm. Em thấy em hơi ghen, được không chị? Bạn trai có tánh lăng nhăng không ta? Dạ không chị ạ. Nếu mà quen người nào thì quan tâm một người thôi. Nhưng mà môi trường làm việc của bạn ấy cũng rất nhiều phụ nữ. Nếu mà em ghen là ghen phải đúng chứ còn ghen mà... Dạ đúng mà, rồi, đúng. Chứ ghen giận hờn vu vơ là cũng mệt mỏi mình lắm. Bạn trai có ghen không? Dạ có. Có ghen hả? Ghen nhiều không? Ghen cũng không nhiều lắm. Đúng rồi, ghen một chút cho nó có thêm hương vị trong bạn tình yêu. Bạn không thích, không thích điều gì ở một người bạn trai? Dạ, em không thích bạn trai xả rác. Xả rác hả? Chị nghĩ anh làm trong sân bay chắc không có xả rác đâu. Luật giao thông, luật pháp, mọi thứ tuân thủ theo chị. Đường chim bay anh còn tuân thủ nữa, được bộ không sao đâu. Tôi chưa gặp bạn Binh đó, sao tôi Binh bạn nói dữ vậy? Cũng nãy giờ chị Binh em vậy đúng không? Dạ đúng, đúng không? Cảm ơn chị, chị đi uống cà phê chị. Có chấp hành luật lệ giao thông không? Đường hàng không cũng thuộc giao thông rồi. Đó, đúng rồi. Dạ em cao bao nhiêu? Dạ, 1m73 chị. Bây giờ mình ổn định công việc hết rồi đúng không em? Dạ. Mình đã chuẩn bị gì để tiến tới hôn nhân chưa? Em cũng đang làm giấy tờ mua nhà. Đẹp trai nè, công ăn việc làm ổn định nè, có thì kinh nghiệm hoài. Nè. Nở mũi. Được, được. Mặt cũng hậu nữa, đúng rồi, cũng hậu. Bên đàn trai hơi bị ngon à. Bạn đàn gái cũng ngon vậy. Để xem đàn gái thế nào nha. Dạ. Dạ. Wow. Em chào anh Quyền Linh. Chào bạn. Rất là dễ thương ha. Giống tiếp viên không á ta. Ba mẹ em khó không? Dạ, ba mẹ em dễ lắm à. Nhà có mấy chị em? Dạ, nhà tới 4 đứa luôn. Em là thứ ba, còn anh em cưới vợ rồi. Vậy mà anh em mà kêu 4 đứa. 4 người. Dạ, 4 người. À. 4 đứa tính luôn anh. Dạ. Không sao, dễ thương mà. Được, đàn gái cũng ngon lắm mà. Ngon này cân đồng lắm mà nha. Hôm nay em có đi với người nhà không? Dạ em đi với mẹ với lại bạn thân của em. Ồ, chào chị, chào Cát Tường với Quyền Linh. Dạ. Cô thấy đàn trai được không cô? À thấy cũng được đó. Cũng hiền. Tại vì ở nhà toàn là người hiền không à. Nhưng mà có mình tôi nói chuyện nhiều thôi. Con nhỏ gái nó giống mẹ nữa. À. Cô ơi, nhưng mà nếu như mà bên nhà trai mà muốn bên đây đi làm dâu thì cô nghĩ con gái cô đi làm dâu được không? Nói chung là hồi nhỏ tới giờ là đi học rồi ra trường là đi làm. Còn công việc nhà thì chị làm thôi. Nó không có nấu ăn thì dở.
Sao bên đây cũng ứng suất ăn luôn rồi. Còn cái làm dâu á thì cái đó là do nơi hai đứa, chứ còn nếu mà về nhà mình ở thì vẫn có chỗ để ở. Được rồi. Dạ cảm ơn cô. Bạn trai có đi với ai không? Dạ em đi với mẹ em với dì. Ồ có mẹ, mẹ luôn. Hay quá. Chào hai MC Quyền Linh với Cát Tường. Dạ. Thân thiện, xinh xắn. Dạ cảm ơn cô. Hôm nay á đi thì có mẹ của Trung Hiếu, còn hả mình là dì, nhưng mà mẹ nói thôi để mẹ ngồi mẹ quan sát cô dâu tương lai một tí để cho dì được hả thay mẹ mà nhận xét một chút. Thấy cái cử chỉ của bé ở trong đi ra đó, cử chỉ cũng khoan thai dịu dàng, lời nói thì cũng chậm rãi, nói chung thì thấy tính cách cũng được, vậy là thấy là cũng vui rồi, cũng như là cũng nghiêm túc rồi. Thì hồi nãy giờ ngồi quan sát thì mẹ là ưng ý lắm. Nhưng mà không biết lát thì hả có chịu con trai mình hay không thôi. Dạ rồi cảm ơn dì rất là nhiều. Cảm ơn dì, cảm ơn cô. Quan trọng là hai bạn thôi, người lớn ủng hộ hết sức mình rồi. Kéo màn. Chúng ta có thời gian rất ngắn để xem tiếng sét ai tình có đến hay không. Nào. Anh chào em. Hồi sáng có làm cái này tặng anh em, làm anh hả? Tự làm. Thôi em cảm ơn. Ủa làm là sao? Anh tự làm. Em chỉ mua hoa cắm vô thôi. À em tự cắm luôn hả? Em chọn thật ra là cái ly. Em quan niệm về tình yêu như thế nào? Trong tình yêu thì hai người phải tin tưởng nhau, cùng nhau vun đắp cái tình cảm, chứ không có muốn từ một phía. Hai người cùng chia sẻ hả? Dạ. Anh cũng thích vậy. Nãy nghe nói em đi du lịch nhiều, chắc mai mốt hai mình cùng đi. Dạ, tại em học du lịch đó, em đi từ Nam ra Bắc hết rồi. Oh, yeah. Nhưng mà có cơ hội thì mình đi lại. Anh thì chưa đi Tây Bắc được hay rồi. Em thích Tây Bắc lắm, anh chưa đi hả? Chừng nào mình đi em làm hướng dẫn cho. Vậy là đỡ có tiền hướng dẫn. Anh thấy em cũng dễ thương, cũng xinh. Dạ, anh xinh hơn em, anh đẹp trai hơn em mà em đâu có xinh đâu. Nhờ cái ăn make up thôi ạ. Không, đấy xinh thiệt mà. Nếu mà cưới được em thì thời gian của anh là của em. Tiền của anh cũng là của em. Nhưng mà tiền anh giữ đi, em không giữ đâu. Sao vậy? Phụ nữ phải giữ tiền chứ. Dạ em không giỏi giữ tiền đâu chị Cát Tường ơi. Bạn giữ nam giữ đi. Rút tiền em biết là được rồi. Em đứng tên em đứng, số điện thoại báo tiền là em biết. Xưa tôi thấy người phụ nữ toàn là thế, để tiền em giữ không. Nay bạn rất là đặc biệt. Không mà được á chứ. Tiền anh giữ đi thôi, chừng nào rút em biết là được rồi. Dạ. Tại bạn nam thường ra đường thì nhiều lúc mình cần tiền cái tự nhiên không đủ rồi sao anh. Em thích bạn nam của em ra đường là phải ai cũng phải khen ngợi hết, không có muốn là thua ai hết á. Em thấy bạn đó tốt quá trường luôn. Em không biết em có xứng đáng như bạn ấy không. Trời ơi, đàn gái mình phải tự tin lên. Em xinh đẹp đâu chị. Tự tin lên, không có được yếm thế như vậy. Tự tin lên. Dạ. Hát bài gì tặng bạn gái đi bạn. Anh hát tặng em một bài nha. Dạ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng. Sống chung nhau một anh sẽ lặng im nhưng khi hay cáu gắt. Anh sẽ yêu em nhiều hơn bản thân anh hứa chắc. You are big, big girl in my heart. You know it's not a big, big thing if you leave me. But I do. Do feel that I do, do will miss you much, miss you much. Nói một câu gì đó, thì chuẩn bị bấm nút đi. Hiện tại anh cảm giác là thích em, anh nghĩ là mình nên cho nhau một cơ hội hẹn hò. Còn chuyện tiếp theo thì điều gì đó sẽ đến. Con tim mình bây giờ thế nào? Em bị bệnh phong thấp á. Đã cưỡng lại được nhưng mà mỗi lần rung hay gì đó, đổ mồ hôi. Nãy giờ là rung rồi đúng không? Dạ. Là bắt đầu có bối rối rồi đấy. Bạn gái thế bạn gái cảm nhận như thế nào? Dạ em thấy bạn nam rất tốt mà chịu khó. Hình như mình thấy ánh mắt của hai bạn có chút gì đó bối rối rồi đấy. Rất tuyệt vời. Chúng ta chờ đợi điều gì đây? Đó là bấm nút. Hãy suy nghĩ cho kỹ. Gia đình hai bên đang ngồi chứng kiến ở dưới. Cặp quan trọng là đẹp. Hôm nay có hai mẹ nữa nha. 3 2 1 Hết thời gian.
nha. Mà nè, mới có 2 cái bấm rồi. Sợ bấm hụt. Sợ bấm hụt. Nào, hãy nắm tay nhau các bạn nhau. Dễ thương quá. Cảm giác thế nào bạn gái? Dạ, tay anh ấy lạnh quá. Còn bạn trai? Em thì thấy ấm. Chắc âm dương á, âm dương hòa hợp. Hai bạn dễ thương lắm á nha. Tôi nghĩ hai bạn đã là vợ chồng của nhau rồi đấy. Hai gương mặt rất là giống nhau. Mà người ta nói hai gương mặt giống nhau là hạnh phúc trọn đời luôn đó. À, các bạn có đồng ý như vậy không ạ? Chúng tôi mong lắm. Đây là chiếc vé xem phim. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Rất mong tin vui của hai bạn nha. Nắm tay nhau dẫn bạn gái đi xem phim. Ngoại hình ưa nhìn, cao trên 1m65. Tại vì con thích cái cảm giác che chở, không gia trưởng, không hút thuốc, không bài bạc rượu chè đồ. Xấu thì hút thuốc. Hút thuốc hả? Uống nhiều không? Dạ thì ngày 2 gói. Trời ơi. Trời ơi. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Mời đi em trai. Bây giờ là bạn trai và bạn gái đã có mặt trên sân khấu. Chỉ cách nhau có một cái dậu mồng tơi xanh rờn, một cái bờ rào tình yêu thôi. Hai bên trò chuyện với nhau thông qua cái giọng nói, chúng ta cảm nhận về nhau trước nha. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Lần đầu tiên xin gửi lời chào cho Quyền Linh, cô Hồng Vân và cùng các khán giả có mặt ngày hôm nay. Cùng bạn gái ngồi bên kia, con tên là Võ Nhật Tú, đến từ Gia Lai, hiện tại đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Tú là làm việc gì? Dạ con đang làm là bên kỹ thuật, bên máy tính. Máy tính làm ở quận mấy? Dạ làm ở Gò Vấp. Tú nhiêu tuổi? Hôm nay con 24. Rồi còn con? Dạ lần đầu tiên con xin chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh, chào bạn nam tên Tú bên kia, chào toàn vị khán giả. Con tên là Nguyễn Thị Nhâm, năm nay con 25 tuổi, nhà con ở Đắk Lắk nhưng hiện tại con đang sinh sống và làm việc tại thành phố Nha Trang ạ. Ủa? Con làm Nha Trang hả? Dạ. Con làm nghề gì vậy? Dạ, con làm giáo viên mầm non ạ. À, giáo viên mầm non. Dạ. Nhà gái cho tôi biết một chút về ưu điểm, khuyết điểm đi. Dạ, ưu điểm của con là người vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình trong công việc. Và đặc biệt là người sống có tình cảm ạ. Của cái nhược điểm của con? Nhược điểm thì do sống tình cảm nên có thể đó cũng là một cái khuyết điểm của con. Và nhiều lúc thì con có hơi thẳng tính một xíu. Nên là dễ bị người ta hiểu nhầm. Hiểu lầm về cái vấn đề gì? Dạ hiểu lầm như kiểu người ta bảo là con khó tính quá. Rồi mời Tú nói cho Nhâm biết đi, ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Dạ ưu điểm của cháu thì có thể lắng nghe được, lắng nghe. Lắng nghe lâu lâu mới hiểu. Hay là lắng nghe là nghe là hiểu? Có nhiều người ta nghe nhưng người ta giả bộ coi như không hiểu đó. Rồi còn gì nữa? Khuyết điểm của con thì sống hơi cà nể, tính tình hơi nóng nảy chút. Nóng nảy hả? Trời sao nói chuyện nhỏ nhẹ, nóng gì? Nóng quá thì còn làm gì vậy Tú? Nếu mà nóng nhất từ trước giờ thì có thể đập đồ. Đập đồ luôn hả? Con đập cái gì vậy Tú? Dạ thì chén bát rồi. Trời ơi, đúng vậy đó hả? Nhiều tiền đâu mua chén bát vậy, mỗi lần nóng nên đập hết trơn. Vậy mua chén nhựa thôi. Hồi xưa thôi chứ giờ. Hồi xưa? Ông bao nhiêu tuổi mà ông nói hồi xưa với bây giờ? Hồi 14 tuổi. Chào con. Tức là hồi 14 tuổi đập đồ hay gì? Hồi 20. 20 là cách đây 4 năm. Bây giờ mình đầm hơn rồi, phải không? Dạ. Rồi con còn tật xấu gì nữa không? Tật xấu thì hút thuốc. Hút thuốc hả? Dạ. Có hút nhiều không? Dạ thì ngày 2 gói. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Giúp dữ con. 24 tuổi một ngày 2 gói. Trời ơi. Giúp dữ con. 24 tuổi một ngày 2 gói thì đến năm con 30 tuổi thì cái đô nó tăng lên bao nhiêu gói một ngày? Giữ gìn sức khỏe con ơi. Không được đâu. Dạ. Hút thuốc thì bỏ càng sớm càng tốt ha con ha. Cố gắng đi ha con ha. Rồi còn gì nữa không nè? Nói hồi đổ mồ hôi trần tội nghiệp nhỏ. Thôi chùi mồ hôi đi con. Đổ mồ hôi tội nghiệp nhỏ. Bớt đi Tú. Okay. Tú sinh năm mấy? Dạ con 96. 96 bằng bằng Nhâm bên kia 9 mấy? Bạn dạ 95. Con sinh năm 96 ạ. Ủa con 96 luôn kỳ hả? Vậy? Dạ. Vậy là hai đứa bằng tuổi. Ừ. Có mấy người yêu vậy? Dạ thì từ lúc đi làm thì cũng có khai mối tình. Nhỏ nhỏ vậy, trẻ trẻ nó giỏi nha. 24-22 mối tình ha. Ừ đó. Rồi mình 28 mà chưa có mối nào luôn. Mối tình dài nhất là bao lâu con? Mối tình dài nhất thì cũng 4-5 năm. 4-5 năm luôn. Trời ơi, vậy con yêu sớm quá ha. 20 con yêu rồi ư? Hay là 18 con yêu rồi? Yêu 14. 14.
Cái lý do để chia tay là lý do gì? Thì không thấy mối quan hệ cũ thì cũng tới thời điểm mà hai người không còn thông thấu hiểu với nhau được nữa, chia sẻ được thì chia tay. Không tìm được tiếng nói chung phải không? Dạ đúng rồi. Có mối tình nào mà nó vướng mắc về vấn đề yêu xa không? Dạ không. Tức là yêu xa không có ảnh hưởng gì tới tình cảm tình yêu của con đúng không? Tại vì nhỏ này thuốc Nha Trang lận con. Ở cái nhà gái bên cô thì cô cũng lo lắng cho nó ghê luôn vậy đó. Có mấy mối tình rồi? Dạ con tính ra thì có hai mối tình ạ. Nó cũng hai đó Linh ơi, nó hai mối tình rồi. Lý do chia tay? Dạ chia tay thì cái kiểu là con gái thì thường sẽ có như kiểu là giác quan thứ sáu vậy á. Hay là con phát hiện được là cái hai người đó là có người mới ở nhà. À tức là có người thứ ba đúng dạ, không? Và dạ. Con chủ động con chia tay đúng không? Dạ. À. Dạ con chào chú. Rồi chào con, xinh đẹp, dễ thương. Bây giờ mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào đây Nhâm? Dạ con muốn tìm một người có ngoại hình ưa nhìn, cao trên 1m65. Tại vì con thích cái cảm giác che chở, có công việc ổn định, không gia trưởng, không hút thuốc. Không hút thuốc? Có nóng tính không? Dạ không, gọi là không tứ độ tường, là không bài bạc rượu chè đồ. Nóng dạ. Tính xíu được không? Nóng tính thì nếu mà bạn đó có thể bỏ được thì có thể bỏ qua. Hồi xưa thôi. Bỏ được không? Được. Dễ thương lắm. Thật tình ha. Rồi cái bên đàn trai bên ông thì yêu cầu cái mẫu hình con gái Tú như thế cầu nào? Tú yêu cầu mẫu hình lý tưởng của con thế nào Tú? Dạ mẫu hình con thì thích kiểu giống như Mặt Minh này trong phim Gạo Nếp Gạo Tẻ mà cô đóng á con phải. À có thể là cầu được ước thấy đó con. Rồi sao nữa nè, thích cái gì nữa nè? Tính cách thì có tính cách hướng về gia đình giống như nhân vật chị Hai. À rồi Lê Phương đó, nhân vật chị Hai. Rồi gì nữa nè, có miếng nào của con Hân không? Dạ không. Không có miếng nào của con Hân. Gạo Nếp Gạo Tẻ ở nhà ăn coi luôn đi. chú thích cái mẫu hình người mẹ trong Gạo Nếp Gạo Tẻ. Cầu được ước thấy luôn nha Linh. Cầu được ước thấy nha. Rồi bây giờ nè, yêu xa chú con có lo gì không? Dạ yêu xa thì miễn sao anh ấy trung thủy là được. Rồi quan trọng là tin tưởng nhau thôi. Dạ đúng rồi ạ. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân nữa để bổ sung vào đúng cái rồi. Điều đó. Đi với ai nào? Dạ hôm nay con có đi với dì, mợ và có mấy người bạn ở trong đây. Đi cả nhà luôn ha. Dạ. Đây là dì nè, kế bên là dì. Dạ bạn ạ. À bạn có người yêu chưa? Bữa nào lên đây ngồi nha. Mấy người này có chưa? Lên đây hết luôn nha. À, kính thưa anh Quyền Linh thông thái cùng chị Hồng Vân xinh đẹp với lại tất cả các bạn trong thán phòng ngày hôm nay thì ngày hôm nay đến ủng hộ bạn Nhâm và bạn Tú cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em rất là ngưỡng mộ cái chương trình này và đây là một cái cảm giác giống như là một cái món ăn tinh thần á, ngày nào cũng coi hết. Đại diện cho nhà gái ngày hôm nay thì em thấy rằng là có 3 vấn đề để mà hai bạn nên suy nghĩ lại, nhất là bạn Tú. Cái vấn đề thứ nhất là yêu xa, tại vì khoảng cách nó cũng làm cản trở đến tình yêu nhiều lắm. Cái vấn đề thứ hai là ở bạn Tú thì là cái thứ nhất là nóng tính, còn hút thuốc lá nữa. Đó, thì nếu như bà bạn Tú mà có thể khắc phục và bỏ dần dần thì dì nghĩ là còn trẻ nữa nên việc gì cũng có thể bỏ qua được và có thể tiến tới xa hơn. Với lại tình yêu của bạn Tú dành cho bạn Nhâm và hai bạn nếu như đủ lớn thì sẽ tiến tới xa hơn. Đây cũng là cơ hội thì cũng mong hai bạn nên tạo điều kiện cho nhau để tìm hiểu và tiến tới những bước sắp tới. Dạ xin cảm ơn chương trình. Rồi, cảm ơn nhà gái. Mấy cô này mai mốt đăng ký luôn nha. Em có ý kiến sao bạn thân của em nè? Thấy được không? Thấy hợp gu với bạn không? À, con thấy ngoại hai người cũng xứng đôi ạ. Nhưng mà bạn nam hơi nóng tính thì con nghĩ nên bỏ dần dần. Rồi con muốn tìm người bạn như thế nào? Thì cái đó để con lên chương trình con hỏi sao. Đó thì chú Linh lạc đề quá, chú Linh bị hỏi luôn cho nó gọn. Giờ gọn luôn. Tú ơi, Tú con đi với ai vậy Tú? Dạ đi với anh Hiếu, đồng nghiệp của con. Chào anh Quyền Linh với chị Hồng Nhung. Rồi đó, nhà gái bên kia. Chị Hồng Nhung hay là chị Cát Vân? Em nhớ. Dạ nói chung là em thấy bạn gái và Tú bên này ấy thì em thấy là hai bên cũng nhìn có nhiều nét tương đồng với nhau, thì em cũng mong là hai bạn có cơ hội đến với nhau. Thì về cái em chia sẻ một tí về Tú. Tú là một người sống khá là chân thành, còn cái vấn đề nóng của Tú á thì theo như em được biết là có nghĩa là đập đồ thì khi đó chỉ có một mình Tú ở trong phòng thôi, không có ảnh hưởng tới ai cả. Nhưng mà sau thời gian thì em thấy Tú càng ngày càng giảm cái vấn đề đó lại rồi. Đập vô gối. Em có gia đình chưa? Dạ chưa chị. Rảnh lên đây chơi. Nghe bên kia cũng rảnh người lên đây chơi, tự tìm hiểu trước. Nói chứ thôi mở rào đi. Mở rào. Bây giờ mở rào để cho tụi con cảm nhận nghe. Nào tự tin lên. Mở rào.
bắt đầu đi Tú. Con Hoa, mình nhận trước đẹp. Đi, mình nhận trước rồi mình trao sau con. Hoa đẹp quá. Cảm ơn, cảm ơn bạn. Mình có quà tặng bạn. Con mở ra đi xem bạn tặng con cái gì Tú. Mình tặng con một ấm chén. Hả? Ly. Ly hả? Rồi, tại sao xong. Con lại tặng ly? Con nói đi. Nóng luôn, xong luôn. Theo con biết thì mọi người nghĩ là tặng ly thì dễ tan vỡ, nhưng mà con lại có suy nghĩ khác là cái ly thì cũng nó giống như tình yêu yêu vậy, thì ví dụ như là mình tặng cho bạn thì bạn biết trân trọng thì nó sẽ được bền lâu hơn, và nếu cũng giống như tình yêu là bạn biết trân trọng nó và bảo vệ nó thì tình yêu nó sẽ được bền lâu. Ly đẹp ạ. À? Đừng nóng nha Tú. Trời ơi, cái ly đó là hợp với ba đó. Ba thiệt, cái bông thì hợp với mẹ, còn cái ly thì hợp với ba. Cảm ơn. Rồi giờ hai đứa nói chuyện đi nè. Mở rào thì... ra Tú cảm nhận sao nè. Thì cảm nhận bàng hoàng, cũng có ngoài hình ưa nhìn, cũng vượt ngoài cái mong muốn em. Nhưng mà con có tưởng tượng là là cái trong giống như là trong cái tưởng tượng của con không? Con có thích cái mẫu người giống như vậy không? Có. Còn con thì sao? Con nói đi, con thì sao? Dạ. Cũng hơn tưởng tượng của con. Hơn tưởng tượng của con luôn, hai đứa đều hơn hết. Nó xuyến hai xoắn rồi đó bây giờ luôn. Trái tim có xuyến xoắn rồi đó, hơi bị loạn nhịp rồi đó. Rồi mình nghe nói bạn là giáo viên mầm non. Đúng rồi. Em đi không phải bạn. Nghe nói em làm giáo viên mầm non hả em? Không, tại vì mình có một người chị cũng làm bên giáo viên mầm non. Thì cũng mình cũng giống giống bạn. Bây giờ chắc là cô nào cũng giống nhau. Bây giờ nè, quan điểm về hôn nhân gia đình thế nào? Mỗi đứa có thể nói về quan điểm của mình đi, Tú nói trước đi. Quan điểm của anh về hôn nhân gia đình thì người phụ nữ trong gia đình thì cũng có thể phải là người biết lắng nghe. Cái thứ hai thì mình cũng muốn một người quản lý về cái tiền bạc chi tiêu gia đình, thì anh là người không có quản lý được cái tiền bạc của mình, thì làm bao nhiêu là hết bao nhiêu. Với có phần của tính anh thì anh bị cà nể, thì nhiều lúc anh không có thể nói lên được cái suy nghĩ của mình, anh bị phụ thuộc vào một mối quan hệ nào đó. Thì khi mà anh sợ anh nói lên suy nghĩ của mình thì để bị đối phương nghĩ cái theo cái chiều hướng tiêu cực, nó không đúng với suy nghĩ của mình, nên thành ra nhiều lúc thì anh không muốn nói ra thì cứ im. Không biết thì em có thể chấp nhận được cái tính đó không? Dạ, có thể được đó. Thì nếu như mình đồng ý với nhau thì em nghĩ thì khoảng thời gian bao lâu thì mình có thể tiến tới nhỉ? Cái đó cũng không thể nói trước được. Nếu mà anh có thể cho em được một cảm giác an toàn và em cảm nhận được cái điều đó, cảm giác an toàn sớm thì sớm, cái đó là tùy phụ thuộc vào anh. Thôi, bây giờ mình đến nắm tay bạn gái nào, bước tới, nắm tay bạn gái, nắm hai tay bạn gái, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thâm thẳm, đôi mắt Pleiku đấy, đôi mắt Gia Lai Đắk Lắk gì đấy, và hãy hát một bài nào đó, hát bài gì đó, nắm tay em thật chặt hay là đó mồ hôi dữ gì bạn, gì đó. Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngày sau. Ta yêu em bắn mấy ngàn biển rộng, ta yêu em qua đông tàn ngày tận, yêu em như yêu vùng trời mênh mông. Rồi hay đấy chứ. Giọng hay nghe. Giọng hay đấy. Rồi nhâm đi nhâm. Hát liền con. Không cần biết anh là ai luôn. Đúng. Khi anh thấy cô đơn trong lòng nhớ ai, em mong bước chân anh về trong sớm mai. Đừng mang bóng đêm vô tình về vây kín trong tâm lòng, hãy nghe trái tim hát lời yêu thương. Trời, hai đứa thích kinh quá à. Rồi về đi Tú, về đi Nhâm. Rồi ngồi con. Hy vọng rằng trái tim chúng ta sẽ cùng chung nhịp đập nha. Bây giờ để tay vào nút bấm đi. Nếu như trái tim các bạn thật sự rung động thì đừng ngại ngùng gì bấm ngay cái nút đó. Còn nếu thật sự không rung động thì không cần bấm đâu. Hãy nhường cơ hội để cho người khác. Hàng triệu khán giả đang theo dõi truyền hình, gia đình, bạn bè của các bạn đó nha. Bấm nút là phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Ôi ôi, sao bấm chậm quá vậy? Nắm tay nhau thật sự rồi đó. Thật sự là chúng ta đã bắt đầu hẹn hò với nhau rồi. Chính thức hẹn hò với nhau rồi đó.
nhìn nhau cười cái coi. Đó thôi thôi cười thấy thương chứ sao. Giờ con phải làm cái nhiệm vụ, con hãy đặt nụ hôn đầu tiên lên má của bạn Nhâm. Đúng luật đó con. Con sẽ phép hôn Nhâm. Cái đó là ba hôn con. Đây nè. Hôm nay chưa gọi đầu đó. Trời ơi. Đừng quá là gọi đất luôn vậy đó này các bạn. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ nhé. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Tặng mỗi bạn một lò vi sóng Toshiba có chức năng hẹn giờ lên đến 35 phút, tiết kiệm thời gian, xuất xứ Thái Lan. Hãy tìm nhau cho ra tiếng nói chung nhé. Như vậy chúng ta đã kết thúc cặp đôi đầu tiên rất là thuận lợi. À, có thể nói đây là một cặp đôi rất là dễ thương. Còn bây giờ cặp đôi thứ hai thì sao? Thì bây giờ mình đóng rào lại, mình mời hai nhỏ ra. Đúng rồi. An toàn, hiệu quả, có sẵn trong nhà. Trẻ chống ho cảm, dùng ngay ít nhi. Không có mấy mối tình rồi? Cũng là khá là nhiều. Chắc cũng phải tầm 10 mối tình. Trời ơi. Em thấy 10 mối tình thì cũng khá là nhiều. Rồi là quen, rồi là bạn ấy có cưới luôn rồi, đúng không? Để giờ tình duyên của em thôi, em nói luôn đi. Thật ra thì nếu mà đúng ra thì em chỉ yêu và quen hai người lâu lắm rồi. Mời nhà trai. Mời nhà gái. Rồi, xin mời anh ngồi. Em tên chị. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ, em chào khán giả. Em tên là Hùng, sinh năm 83, nhà hiện tại đang ở Bình Dương. Em làm vừa kinh doanh vừa làm cho công ty. Hùng quê ở đâu? Em quê ở Thanh Hóa. Hiện tại thì em đang ở một mình tại nhà riêng. Một mình nhà riêng luôn. Rồi, bên nhà mình nhà gái rồi mình nói to lên xem nào. Dạ, em chào hai MC, chào bạn kế bên với lại tất cả mọi người ở dưới. Em tên là Nguyễn Thị Trang, sinh năm 1985. Hiện tại em sống và làm việc ở Đồng Nai. Em hiện tại là nhân viên của bên công ty sản xuất là bên gỗ, bên nội thất á. Dạ, em bên thu mua. Rồi, điểm mạnh điểm yếu mình là gì Trang? Dạ, điểm mạnh của em thì em cũng khá hòa đồng với mọi người, sống cũng tình cảm. Điểm yếu của em có lẽ là nhiều khi em hơi nội tâm. Cũng có khi nếu mà ví dụ gặp người mà mình hợp á, thì mình nói rất là nhiều, nhưng mà có nhiều khi mình lại không... Không hợp thì không ai nói được á. Dạ. Thực sự không hợp thì không thể nào nói được. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu gì nói cho nhà gái nghe đi. Các MC và các chương trình thì điểm mạnh của em là nhanh nhẹn, nhưng mà chịu học hỏi và khá kiên định với những cái mục tiêu ước mơ của mình, phấn đấu thực hiện đến hết sức có thể và kết quả như thế nào thì cũng vui vẻ chấp nhận. Còn điểm yếu thì là sống khá tình cảm, thiếu quyết đoán và dễ tin người, bị người ta lợi dụng khá nhiều. Không có mấy mối tình rồi? Mối tình thì chắc đến giờ này thì cũng là khá là nhiều, chắc cũng phải tầm 10 mối tình. Trời ơi. Người rất thật thà. Mối tình dài nhất là khoảng bao lâu hay không? Mối tình dài nhất là gần 3 năm. Gần 3 năm. Mối tình ngắn nhất là bao nhiêu năm? Mối tình ngắn nhất là 3 tháng. Em có kết hôn lần nào chưa? Dạ có kết hôn, đó là mối tình sau. Mối tình đó là cũng bạn này thì ở ngoài Bắc, ở ngoài Bắc hẳn luôn. Thì yêu thì cũng yêu xa. Trước khi cưới khoảng 1 tháng thì mới quen nhau chính thức. Cưới về được gần 3 tháng thì phát hiện ra nhiều điều là không hợp nhau, rồi sau 8 tháng thì chia tay. Mà em đã có cháu nào chưa Hùng? Dạ chưa được 3 tháng thì chưa được 3 tháng mà. Xác định là không thể ở được với nhau rồi, cho nên là thôi không việc có con luôn. Cái là phải tạm dừng. Dạ chào chị. Tình duyên của Hùng phức tạp quá nha. Cho tôi xin vài phút tôi hỏi thăm nhà gái chút xíu nha. Dạ em chào em. Chào gái thân mến. Dạ rất là xinh. Thì nghe cái câu chuyện bên đằng trai vậy đó, em thấy có gì đáng quan ngại hay có gì lo gì không? Em thấy 10 mối tình thì cũng khá là nhiều á, rồi là quen, rồi là bạn ấy có cưới luôn rồi, đúng không? Có giờ tình duyên của em sao em nói luôn đi. Cho thật ra thì nếu mà đúng ra thì em chỉ cũng yêu và quen hai người lâu lắm rồi, từ hồi sinh viên với sau khi em ra trường khoảng 1 năm á,
một người mối tình thứ hai á, là bạn đó ở ngoài Phú Thọ. Hai người quen nhau khoảng được 2 năm á. Nói chung là em cảm thấy bạn ở ngoài kia mà bạn làm bên xây dựng á, em cũng rất là sợ. Tại vì đi đây đi đó nhiều á, em cảm thấy không an toàn. Từ đó tới giờ thì anh chị rồi là mọi người cũng làm mai làm mối rồi em cũng có gặp nhiều. Nhưng mà em cũng cảm thấy là có nghĩa là mình không gần gũi được. Mình không có một cái sự tương đồng nên là em không thể nào mà yêu được. Em nói về cái mẫu người phụ nữ như thế nào thì em có thể đi đến suốt cuộc đời được? Từ trước nay em cũng chỉ thích có như vậy thôi, là thứ nhất là về cái ngoại hình này, da trắng một chút, dáng cao khoảng từ 1m58 trở lên. 1m58 trở lên. Đừng có mập béo quá. Còn hơi bị tổn thương đó nghe. Còn giỡn cho em bớt rung. Tính tình thì sao nè? Tính tình thì nói chung đó là một người phụ nữ mà của gia đình, hai là trung thủy, đáng tin, biết chăm lo, biết điều, có cái tâm tốt. Và cái nữa là đừng có ích kỷ quá. Ok. Bây giờ chị sẽ hỏi cái mẫu người lý tưởng của em. Nói đi, em nói cho ông mối nghe đi. Dạ, cái mẫu người lý tưởng của em thì... Về ngoại hình như thế nào? Ngoại hình thì em thích bạn ấy, nói chung là không cần đẹp trai nhưng mà ưa nhìn một tí. Nếu mà mũi thẳng thì đẹp hơn, tốt hơn. Em muốn là người đó sống nghiêm túc, với có chí cầu tiến trong công việc và cũng trong gia đình. Em cũng đã lớn tuổi rồi nên là em muốn một người là người ta giống như là mình yêu là xác định, chứ không phải là mình để mình quen rồi lâu như thế nào đó, tìm hiểu quá nhiều quá thời gian, hoặc là mình nói là mình cứ tìm hiểu đi cứ 1 năm 2 năm hay là như thế nào đó. Là em không thích như vậy. Rồi hôm nay em đi em với gái ai? Đi với ai? Dạ em đi với em gái của em. Em nói chung là em trong công ty đồng nghiệp. Em chào chị Vân, anh Linh và anh Nam bên này. Em thì em quen chị Trang cũng được 5 năm rồi. Em ở Nghệ An ạ. Cho em hỏi xin đặt câu hỏi với anh Nam bên này với ạ. Ok em cứ hỏi đi. Không biết là sau này anh sẽ dự định sống ở Bình Dương hay là ở Thanh Hóa? Thanh Hóa thì chắc chắn anh không bao giờ anh ở. Bình Dương thì hiện tại đang ở đấy. Nhưng mà anh có nhiều cái ước mơ ở nơi khác nữa. Là nghĩa là sau này anh không có ý định là sẽ về già hay là gì đó, về Thanh Hóa sống hay là sao? Thật ra sau này thì dự định như thế nó xa quá, mà cái việc đấy nó không quan trọng em. Ở đâu cũng như Việt Nam mình sống tốt được là được, không quan trọng ở đâu cả. Nếu chị em muốn sống ở Đồng Nai thì anh có chuyển xuống dưới Đồng Nai sống không ạ? Cái việc mà chị em muốn thì không phải là một mình chị em muốn, mà phải là muốn cho cả hai hay cả một gia đình. Chị em muốn mà chồng con nó không muốn thì cũng phải theo chồng con, lúc nãy lấy theo số đông. Còn trước mắt thì ở đâu thì với anh nó rất là đơn giản, không có gì khó khăn cả. Dạ em xin cảm ơn ạ. Em trai đi với ai? Đi với đồng nghiệp em mặc áo trắng. Dạ thì em chào chỗ anh Linh và chị Vân ạ. Và chào quý khán giả xem chương trình ạ. Thì em đang như là bạn của anh Hùng thôi. Đấy thì hiện tại thì anh Hùng cũng đang ở Bình Dương mình. Em cũng có đặt câu hỏi như thế này. Anh Hùng thì cũng trải qua nhiều cái mối tình rồi, rất là nhiều rồi. Thì không biết là bạn thấy có khó khăn vì vấn đề khi tiếp xúc với ảnh sau này không? Thì cái điều đó thì cũng không phải là vấn đề. Vấn đề là hai người có hợp nhau không thôi. Bản thân mình cũng vậy. Nếu mà ví dụ như là mình cũng có thể tìm hiểu, nhưng mà mình không hợp thì thôi, mình đi uống cà phê hay này kia gì đó là chuyện bình thường. Nhưng mà không biết là bạn ấy kể mối tình của bạn ấy là nó đã đi tới đâu thôi. Còn ví dụ như đúng không cô? Còn cái vấn đề mà nói là quen bao nhiêu người không quan trọng, mà trọng dừng chân ở bấy nhiêu người rồi thôi. Mình sẽ thông cảm được. Dạ rồi, em chỉ đặt câu hỏi như vậy thôi à. Vậy đó hả? Em thấy hiện tại là bạn nữ đây cũng khá là dễ thương. Thì em nghĩ là anh Hùng khi gặp mặt thì chắc sẽ có cái quyết định. Rồi, ok, cảm ơn em. Rồi, mở rào. Hãy trò chuyện với nhau, tìm hiểu nhau để xem điều gì xảy ra. Mời Hùng. Ê, xoay đi xoay. Rồi. Trao quà dạ, đi nào. Chào anh. Chào em. Em có lần đầu tiên gặp anh. Em thì cũng không biết em thích cái gì thì có món quà nhỏ tặng em. Dạ, em cũng tặng anh món quà nhỏ. Dạ. Anh gặp mặt em lần đầu tiên anh cảm thấy thế nào? Cảm thấy thế nào thì bây giờ mới nhìn được chắc chưa được một phút, cho nên là cảm giác nó đang rất là lung tung. Rất là rung hả? Rất là rung hay là lung tung hả anh? Vừa rung vừa lung tung.
chắc chắn có một điều là đến đây để mong muốn một cái hạnh phúc lâu dài. Em có nghĩa là em muốn là thực sự mà nói là sau cái lung tung của anh á thì anh cảm nhận về em như thế nào? Hoặc nhìn thôi, giống như là mình chỉ mới nhìn qua thôi, mình có thể cảm tình hay là như thế nào không? Thế đó là em muốn nghe điều đó của bên anh. Nói chung là nhìn em thì là một người khá dễ mến. Một cái điều mà để anh cảm thấy được là một cái sự nghiêm túc về anh thì anh là người cực kỳ thẳng thắn, cương trực. Nói chung là không bao giờ thích gian dối một chút nào cả. Vô cùng có trách nhiệm với việc làm và lời nói. Yeah. Đã nói là làm, nhưng mà làm bằng tất cả cái gì mình có, bằng cái lương tâm, bằng trái tim, chứ không phải là làm nó cái kiểu là làm nửa vời. Trong tình cảm cũng vậy, cho nên là tình cảm hay bị trắc trở nó nhiều. Nhưng mà sau những cái cuộc đổ vỡ của trong hôn nhân với lại trong các tình trường á, thì anh có rút ra là anh có những yếu điểm nào mà anh cần phải thay đổi hay là anh cần phải cố gắng hơn như thế nào đó không ạ? Cái điểm mà phải thay đổi nhanh mà gấp nhất là nóng vội. Nóng vội, đúng rồi. Em nghĩ cũng không cần phải nóng vội gì cả. Vì cái thứ hai là phải lý trí với điều khiển trái tim lại một chút nữa. Không, như nếu mình yêu theo cảm xúc thì mình đó là điều tốt. Em thì lại khó mà yêu. Đó là, em rất là khó yêu. Em có vẻ là tại vì em hơi thận trọng. Có lẽ là hơi đối lập với anh cái chỗ là... Không, anh... thận trọng thì nó là điều cho phép. Tại vì em là con gái mà. Con gái mà không thận trọng thì chắc là cũng phải xem xét lại. Thì anh cho anh hỏi Trang một câu ha. Trang có cái mong ước hay là cái dự định gì cho tương lai? Có lẽ con gái thì người ta cũng mong có một người chồng giống như là yêu thương mình, quý trọng gia đình mình, với lại là biết chăm lo cho vợ con, thì đó là một điều mong ước lớn nhất rồi. Thế thì Trang đã chuẩn bị được cái gì hay là sẽ mình bản thân mình ấy? Tức là sẽ làm gì để đạt được cái thì tất cái nhiên rồi, tất nhiên là có nghĩa là phải sống phải có qua có lại. Hiện tại là đang có bản thân mình đang như thế nào, mình sẽ làm ra làm sao để đạt được cái mục đích đấy. Thì tất nhiên là mình phải là một người tốt, mình biết chăm lo cho gia đình thì mình mới mong được là người ta thương yêu, đúng không? Chứ nếu mà mình không có cố gắng trong cuộc sống thì làm sao mà mình được mọi người thương yêu được. Bước tới bạn gái, nắm tay bạn gái, hát một bài nào đó, xong nói cái gì đó nào, tấn công hỏi em ơi thích, ngày mai em thích đi đâu chơi hay là em thích du lịch hay không, em thích cái gì đó. Nắm hai tay bạn gái, nhìn thẳng vào mặt bạn gái thử xem nào. Mạnh dạn lên nào. Thật ra thì tình cảm không thể nói bằng lời hay bằng hành động nữa, và ai nhìn thấy. Tình cảm thì nó phải qua trái tim. Cũng không biết nói gì, nhưng mà không biết là anh nói là anh là người hay, nhưng mà có nghĩa là cảm xúc quá. Nhưng mà sau anh gặp em, anh cảm thấy nó lung tung, anh không xác định được là anh có một cái cảm xúc như thế nào. Ví dụ như có nghĩa là có nhìn thiện cảm hay là anh cảm thấy ưng hay không ưng, thì anh phải thể hiện ra điều đó. Chứ anh dở ưng ương vậy là em không hiểu được. Nếu bây giờ anh nói là anh ưng thì chắc chắn không ai tin. Ưng không phải là yêu, ưng là có nghĩa là mình nói nhìn em nhìn anh lên em thấy ưng quá. Bình thường đúng không? Cái ưng cảm nhận đó. Thiện cảm. Nếu mà không ưng thì dạ. Không đến anh không đến nắm tay làm gì. Cảm ơn anh. Thật ra cái này nó hơn lời, anh mới nói là cái này nó hơn lời bằng cái cảm nhận này, bằng hay nó hơn lời nói rất là nhiều. Nhưng mà anh phải thể hiện ra em mới biết được. Anh mà khéo anh nói thì bây giờ anh không bao giờ anh đứng ở đây rồi. Dạ vâng, vậy thì để em hiểu anh rồi thì để. Rồi bây giờ em gái nói đúng đó. Bây giờ Hùng suy nghĩ trong lòng điều gì đối với người đối diện, em phải nói cho người ta biết. Anh cảm nhận thật sự thì em có thể là em là một người phụ nữ của gia đình. Anh hy vọng là sau buổi hôm nay thì mình sẽ hiểu hơn, tiến xa hơn, thì đến cái mục đích mà cả hai chúng ta bước đến đây. Dạ, em cảm ơn anh. Để tao nút bấm đi, cho bất kỳ ai đi nữa. Anh nghĩ rằng là đàn ông chúng ta nên chủ động trong tất cả mọi công việc. Và suy nghĩ thật kỹ nha. Hãy bấm bằng cả trái tim của mình nha các bạn nha. Chuẩn bị. Chuẩn bị nha. 1 2 3 Hết thời gian. Hãy nắm tay đi. Đúng rồi. Chúng biết các bạn đã hẹn hò với nhau. Rồi, thế em hôn má bạn gái em đi.
Rồi. Em nghĩ là có thương mình thì mới có ghen. Ok, rồi Thanh nó già hơn mặt em đó, đừng có lo. Mời nhà trai. Rồi, chào em trai. Ngồi đi em. À, xin mời nhà gái. Đầu tiên là chúc mừng năm mới hai bạn nha. Bây giờ thì hai bạn giới thiệu về mình đi. Mời nhà trai. Em tên là Võ Văn Thanh ạ. Năm nay em 31 tuổi, em đến từ Hậu Giang. Hiện tại thì em đang sống và làm việc ở Bình Dương ạ. Và công việc cụ thể em là kiểm tra chất lượng hàng hóa của gỗ ạ. Bạn Thanh 31 tuổi, quê Hậu Giang, làm Bình Dương, làm về gỗ. Rồi, nghe rồi. Tình hình là bên nhà gái chúng tôi đang rất hồi hộp, trái tim đập hình phịch. Coi như là thở không nổi bên luôn đây nè. Bên đây tim đập thình thịch, ngứa ngái tùm lum. Chúng đang hồi hộp. Em đừng có lo gì cả, em hết sức là bình tĩnh nha. Đó, em cứ nhìn chị em trả lời nè. Bây giờ em giới thiệu đi, em tên gì, làm ở đâu? Em tên là Nguyễn Kiều Dung. Em năm nay 33 tuổi. Nghề nghiệp của em là nhân viên kế toán. Em ở thành phố Hồ Chí Minh luôn ạ. Dung làm ở quận nào? Dạ, em làm hơi xa, ở Củ Chi rồi ạ. À, Dung làm ở Củ Chi, Dung ở thành phố Hồ Chí Minh. Dung 33 tuổi. Lớn hơn bên đây 2 tuổi. Không có sao, nhất gái hơn 2, gì trai lớn 1, hợp lý luôn. Rồi. Ưu điểm, khuyết điểm của bạn trai là gì? Ưu điểm của em là hòa đồng, vui vẻ và em thích đi giao lưu cùng bạn bè. Rồi, tốt. Cái nhược điểm của em là em hay nhút nhát trong việc quen gái. Nhút nhát trong việc quen gái. Dạ, việc tán gái anh. Tán gái anh. Rồi nhút nhát quá trời quá đất gì đó, rồi thấy con gái rung không? Dạ cũng rung. Đó là chắc là lý do mà em mới đăng ký chương trình hôm nay. Mời nhà gái. Dạ, ưu điểm của em là em ngăn nắp, chu đáo, vui vẻ và thân thiện. Em cũng rất là thích nấu ăn. Còn em có nhược điểm gì? Dạ em hơi là rụt rè, hơi trước đám đông. Ai mà tán tỉnh em sợ không? Dạ sợ. Bạn khi sợ tán gái. Dạ. Còn em thì sợ người ta tán mình đúng không? Dạ. Hai bạn này hợp nhau là giọng nói rù rì nè. Ừ, rù rì đó. Bên này cũng nhỏ, bên kia lại càng nhỏ hơn. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình. Ừ, anh. Mạnh mẽ lên, 2 mối tình. Dạ. Mối tình dài nhất là mấy năm? Dạ 4 năm mấy anh. Trời ơi, dài dữ vậy. Dạ, dài lắm anh. Rồi sao chia tay? Dạ tại vì bên gia đình người đó nói cũng nhà em xa quá anh. Nhà em xa hả? Dạ. Gia đình người đó đâu? Ở Cà Mau anh ơi. Cà Mau với Hậu Giang đâu có xa đâu. Dạ nhưng mà cái quan điểm của gia đình người đó là gì đó? Là xa chứ quan điểm em là gần đúng không? Dạ. Rồi cuối cùng ta nói xa rồi bỏ luôn. Dạ nói chung là người ta nói xa người ta không chịu. Dạ không chịu rồi. Rồi thấy thương không? Rồi mối tình kia là bao nhiêu lâu? Dạ thằng kia em quen không được 6 tháng. Thôi bỏ qua đi, được rồi. Nói chung là bên đây là 2 mối tình. Hai mối tình hiểu nhưng rồi. Mà xa quá, xa mặt cách lòng, bên kia không chịu. Còn bên kia nhà gái là ở đâu vậy ta? Dạ ở quận Tân Bình ạ. À. Tân Bình, Tân Bình đi Bình Dương cũng gần ha. Nó không đến Cà Mau rồi sợ không sao rồi. Dạ, mình có mấy mối tình rồi mình nói cho bệnh nghe đi cưng. Dạ em có 2 mối tình ạ. 2 mối tình luôn. Dạ. Mối tình đầu tiên là khi năm em 24 tuổi. Ừ. Lúc đó em quen anh đó được 2 năm thì anh đó đi công tác nước ngoài. Rồi, dạ. Cũng là xa mặt cách lòng luôn. Dạ dạ. Rồi mối tình thứ hai. Mối tình thứ hai là gần đây em mới chia tay anh được 1 năm ạ. Được 1 năm rồi, lý do chia tay? Cũng có thể là do em quan tâm anh đó quá mức nên anh đó chán ạ. Nhiều khi không phải chán đâu, nhiều khi là bị kiểm soát nhiều quá cái quan tâm nhiều quá nó ngán á. Trời, con gái xinh đẹp. Dạ. Đàn ông kỳ lắm, không quan tâm thì người ta giống như đói vậy đó. Người ta cứ tò mò đi tới hoài, hướng tới hoài. Còn quan tâm quá, đôi khi ngán đó. Bà đã quan tâm hoài mệt quá. Bị giống như bị kiểm soát. Ừ. Thì thành ra là người ta khó chịu. Dạ. Ha? Đàn ông phải để cho họ đói chút xíu. Dạ. Nhớ chưa? Dạ. Đừng cho nó ăn. Bây giờ em muốn tìm một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Cao từ 1m6 tới 1m7. 1m6 tới 1m7, ngon. Không có bị hói. Không không anh ấy. Hơi thôi. Bụng không có to lắm. Bụng lép xẹp. Dạ, không hút thuốc. Có không Thanh? Dạ không anh. Không luôn. Nói chung là giờ em đưa ra vấn đề đó, 90% bên đây đáp ứng nhu cầu rồi đó. Đi ra chị kiểm tra. Trời ơi. Chào cưng. Đàn trai người ta hiền lành chất phác. Em tự nhận là bao nhiêu phần trăm khi mà bạn gái đưa ra cái yêu cầu đó? Nhá cái thì đó là cái chuyện mà cái tính cách thôi. Còn cái chuyện mà bản lĩnh thì cái chuyện quyết định trong cái chuyện tương lai hay là chuyện này công việc sự nghiệp á là rất là bản lĩnh đúng không? Chín chắn hơn chứ. Ok. Vậy 100 luôn. 100 luôn. Rồi vậy bây giờ em có cái yêu cầu bạn gái mình phải như thế nào? Chỉ cần cái người bạn gái là đầu tiên là cái lòng chung thủy là được.
Dạ còn chuyện này kia thì em có thể lo được. Chỉ cần chung thủy thôi. Người ta có quan tâm sâu sát quá thì em có cảm thấy khó chịu không? Dạ, không, em luôn có quan điểm là em thích cái người vợ em phải là ghen. Phải là ghen đúng không? Đúng rồi, rồi vô mánh luôn. Em nghĩ là có thương mình thì mới có ghen. Ok, rồi vậy là rồi em cầu đi. Được cầu được ước thấy. Nữa rồi biết nha cưng. Tôi thấy vậy là được rồi đó. Hỏi ý kiến người thân coi. Hỏi ý kiến người thân đi, tôi thấy á. Bạn nam bên đây đi với ai vậy? Dạ, hôm nay em đi với mẹ em và Dượng. Rồi, chào bên gia đình nhà trai, xin mời đại diện có ý kiến ạ. Xin chào chú Quyền Linh ạ. À, chào cô Hồng Vân ạ. Dạ, chào cô. Xin chào bên nhà gái. Bữa nay tới đây dựng bạn hẹn hò như là thấy bé gái thì tôi cũng dễ. Nhưng là giờ mong cho hai đứa được trăm năm hạnh phúc. Dạ. Là tôi mừng rồi. Rồi. Rồi, cảm ơn nhà trai ạ. Em đi với ai? Dạ, em đi với mẹ em. À, có mẹ nữa, vậy là hai bên đều có mẹ hết. Mời cô. Thì tôi là Thu Nguyễn, là mẹ của cháu Dung. Cái sau khi mà cũng nghiên cứu cái chương trình này, nó có những điểm rất là hay. Cho nên là tôi khuyến khích cháu là tham gia cái chương trình này. Chứ tính cháu rất là, gọi là lành tính đó, và rất là nhát. Tôi thấy cháu trai này là được đó, là vì một bên thì nhát gái, một bên thì quan tâm tới người yêu thì là cũng hợp rồi. Cho nên là tôi ok. Dạ con chào bác. Con cảm ơn bác đã có nhận xét về hai đứa con. Con chỉ mong là nếu mà bác thương tụi con thì nếu mà con với Dung có thể hẹn hò và đi đến với nhau á, thì con xin hứa với bác là con sẽ là một chàng rể tốt và là một người thương yêu và chăm sóc cho Dung đến suốt cuộc đời. Trời quá được. Trời ơi hay quá hay. Rồi vậy nè. Rồi, cảm ơn cô. Mở rào một cái là phải bản lĩnh lên. Dạ. Nhát ở chỗ nào quá khứ không biết nhưng mà hiện tại là phải dũng mãnh lên nghe không? Bên cạnh em ha. Ừ. Mạnh mẽ lên. Rồi, mở nha. Mở rào. Bắt đầu tấn công luôn Thanh. Tới luôn. Quà cáp gì đâu. Dạ. Em có cái món quà muốn tặng cho em. Và một cái lá thư em gửi cho em. Anh đọc cho em xem nào. Thì hãy em để em đọc à. Ờ, gì em đọc. Anh chào. Dạ. Chào em, anh rất vui và hạnh phúc khi hôm nay được gặp em. Anh mong em được hạnh phúc vào những ngày sắp tới. Là hạnh phúc cùng anh. Dạ. Là mọi người. Dạ, viết ghê ta. Dạ. Anh có cái lá thư anh đọc không? Dạ. Giống ngày đi coi mắt hai đứa bối rối. Sao rút ra cái gì sao quần rút ra mà rút không được. Ừ, cứ rút ra rút vô hoài. Rồi đó. Duyên do trời định, phận do trời tạo, nhưng hạnh phúc là do chính bản thân mình tạo ra. Cảm ơn anh đã xuất hiện và mang hạnh phúc cho em. Ok. Cảm ơn người ta tặng quà cho. Quà là gì vậy cơ anh Thanh? Dạ món quà là cái món ăn nha chị. Món này ăn để lúc nào anh cũng nhớ tới bữa ăn gia đình. À, hiểu rồi. Đúng rồi, em rất là thích nấu ăn ạ. Nghĩa là cũng muốn là bữa ăn gia đình là lúc nào anh cũng phải nhớ tới. À. Mà sở dĩ tôi ra đây tôi thấy cái món này là món tủ của ông á. Anh ăn thử liền coi ngon không? Thử đi, còn nhiêu giờ giao qua đây. Anh dùng thử. Ừ. Đút bên kia người ta ăn trước. Cứ tự làm đó đúng không? Dạ đúng rồi. Ông Quyền Linh ông kiểm định. Rồi đó mình hốt của về đi. Còn như dao để đây thử cho. Gì vậy Thanh? Dạ. Gì vậy? Dạ không biết gì anh. Hả? Không nhận ra luôn trời ơi. Ăn mà không biết gì luôn. Em không nhận ra nó. Cái này là cái gì vậy? Dạ nhưng mà ngon anh. Mà cái này là cái gì? Cái này là cái gì? Dạ là biết là cái món ăn. Mà không nhận ra món gì. Không biết món gì luôn hả? Dạ. Cái này là gì biết không? Dạ vậy em đút cho anh ăn đi. Hả? Ôi ăn đi để tự ăn cho anh đút mất mất cỡ lắm. Đút có miếng ăn tự ăn nguyên luôn. Anh ơi kệ ổng đi. Cái này á ta gọi là kim bắp. Dạ đúng. Là Korea Hàn Quốc á. Này ăn với kim chi ha. Kim bắp ăn với kim chi. Ngồi nổi kim luôn á. Thôi hai đứa nói chuyện đi. Anh lo nói chuyện đi nè. Nói chuyện lên vô đây mình ăn chút mình ra. Đi kệ ổng đi. Ngồi đây ăn mất cỡ lắm. Để vô thử rồi biết báo kết quả thôi. Em vô ghê được gặp em á. Mà anh nhìn là em xinh hơn cái tưởng tượng của anh từ lúc. À
anh ơi, anh nhỏ hơn em tới 2 tuổi luôn rồi. Đúng rồi. Cái điều đó có ảnh hưởng gì không ạ? Không, anh không quan trọng gì đó đâu em. Nè, cái mặt Thanh nó già hơn mặt em đó, đừng có lo. Một tuần mình gặp nhau được mấy lần hả anh? Khoảng một lần được không em? Một lần có ít quá không anh? Anh nói chung là tối đa là một lần, nếu mà tối thiểu là một lần. Tối thiểu là một lần, nhưng mà anh sẽ tranh thủ tối đa nhất có thể là rảnh thì anh sẽ qua thăm em đó lúc đó. Em đi làm ở Củ Chi hơi xa, khi thường như là em chẳng mà em bị bệnh á, thì anh có sẵn lòng mà lên để chở em đi khám bệnh không ạ? Điều đó là tất nhiên rồi em. Có thể là đi gấp không? Câu đó hay á, điều đó là dĩ nhiên rồi. Dạ, đó là hiểu, cái chuyện hiểu. Đó là bản năng rồi. Cưng đừng lo chuyện đó. Anh có chia sẻ việc nhà được việc gì với em không ạ? Vợ nấu ăn thì chồng phải rửa bát hay là giặt giũ này, kiểu là vợ chồng xúm xích nhau làm thì xong công việc thì cùng nhau ăn cơm rồi nghỉ ngơi đó. Chứ anh không thích về cứ nằm bấm điện thoại hay là cứ mọi công việc cứ để cho vợ làm không thì thấy vậy nó không có công bằng. Dạ. Thấy gì tội với người vợ không lắm. Thành. Dạ. Bước tới nắm tay Dung ha, giao lưu văn nghệ cái nào bước. Dạ. Tới mạnh dạn lên. Em sao? Nắm hai tay Dung nha, nhìn thẳng vào đôi mắt, nhìn thẳng vào Dung kìa, đó mạnh dạn lên. Thì hôm nay đến đây thì anh cũng tặng cho em và chương trình một đoạn nhạc không. Chẳng qua là duyên số, anh và em có nợ nhau thôi. Cảm ơn ông trời cao đã cho đôi mình thương nhau lúc nào. Anh ở thành đô ngựa xe, chẳng ngán biết bao nhiêu dối lừa. Khi anh về đây mới thấy, thương em dãi dầu nắng mưa. Giảm hết ạ. Đủ rồi, đủ rồi, cái câu đó là đủ rồi. Bây giờ cảm xúc của Thanh thế nào, Thanh cứ nói hết, rút ruột rút gan rồi mà nói với Thơ với Dung đi Thanh. Thì hôm nay lần gặp đầu tiên thì anh cũng có cảm tình, hai ta cần cơ hội để tìm hiểu và đi tình cảm tiến sâu hơn nữa. Được đó, rồi trở về vị trí cũ đi. Và bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm đi các bạn trẻ. Nếu mà thích là bấm để luôn vô đó, đúng rồi, bấm luôn. Thích là bấm luôn. Bấm luôn đi, hai đứa thấy mà tới rồi là bấm luôn. Ừ. Rồi xong một lượt luôn á. Bấm chưa? Bấm rồi. Rồi, bấm rồi. Anh nói là hai đứa nắm tay nhau đi. Bây giờ trước mặt của mẹ của Dung ha. Yeah. Trước mặt mẹ của mình. Yeah. Rồi bây giờ mình nói với người lớn nha, người lớn gì đi. Con chào bác. Con sẽ tìm hiểu ảnh và cố gắng sẽ trở thành người con dâu tốt trong tương lai. Rồi bây giờ bà Xui nè, hai bà Xui đứng lên bắt tay nhau đó. Cầm micro bà Xui, nhà trai nói gì, nhà gái nói gì bà. Nhà trai đi, đầu năm thôi, mình chúc năm mới rồi nói gì đi. Cho tới đây thì cũng như là gặp người chị Xui đi. Chị Xui đi. Dạ, mình chúc cho hai con được trăm năm hạnh phúc, là mình là cha mẹ mình mừng rồi. Chị nói gì đi chị? Dạ, trong quá trình hai cháu tìm hiểu đó thì hai bên mình có thể hỗ trợ. Mình là rất rất là thích cháu. Rồi, đó, hai bà Xui ôm nhau cái. Đẹp quá. Bây giờ xin mẹ Dung cho làm thủ tục cho coi. Dạ, dạ, hiểu rồi. Em hiểu rồi, em hiểu rồi, hiểu rồi. À, cũng trong có... Hôm nay con đến chương trình này lần đầu tiên con gặp gia đình bác gái và Dung. Thì con xin phép cho gái cho con được hôn Dung được cái hôn đầu tiên ạ. À. Trật đầu rồi. Dạ. Vì anh bé Minh cho anh hôn em. Ngon lành. Nhớ nha, hôm nay cố gắng tìm hiểu nhau. Dạ. Càng sớm càng tốt nha. Dạ. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ nhé. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Toshiba Việt Nam gửi tặng hai bạn mỗi bạn một chiếc máy lọc không khí CAF N30 diệt khuẩn và khử mùi bằng ion âm, loại bỏ bụi mịn PM2.5 đến 95%. Rồi cảm ơn hai đứa nhiều.
chúc cho hai đứa sẽ gặp thật nhiều may mắn, năm mới thành công và hạnh phúc nha. Dạ. Chúc mừng hai đứa nghe. Hãy dắt tay nhau đi đến những nơi nào muốn, nhớ bảo vệ Dung Nha Thanh. Như vậy là chúng ta đã có một cặp đôi đồng ý hẹn hò với nhau. Mình là mở màn đầu năm may mắn đó nghe Linh. Rất là dễ thương luôn. Bây giờ ta sẽ tiếp tục cặp đôi thứ hai. Dạ, muốn bạn nam thì phải cao hơn con là tầm chiều cao khoảng tầm 1m7 trở lên. Ví dụ giờ mét mà thấp hơn. 1m65. 65. 65, 65 5 phân nó không là cái gì. 1m65 rất cao nè, đây 1m65 được. Được chưa? Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Rồi, xin mời nhà gái. Bây giờ hai chúng ta chỉ cách nhau có cái hàng rào thôi ha. Mời nhà trai giới thiệu về mình lớn lên cho bên kia nghe luôn nha. Dạ. Lời nói đầu tiên xin gửi lời chào tới anh Quyền Linh. Chào em. Chị Hồng Vân và toàn bộ khán giả trong trường quay. Nhân dịp năm mới thì em xin chúc tất cả mọi người năm mới an khang thịnh vượng, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hết. Em tên là gì? Em xin tự giới thiệu, em là Phan Vũ Toàn. Năm 1995, quê là ở Phan Thiết, Bình Thuận. Em hiện tại đang làm ở bộ phận IT, phòng an ninh khu đô thị Vinhome Central Park, Bình Thạnh, Tân Cảng. Mời nhà gái. Rồi, mình nói lớn lên đi cưng. Dạ, dạ, con chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh, chào quý khán giả ở trong trường quay ngày hôm nay. Thì nhân dịp đầu năm mới thì con xin chúc cho tất cả mọi người là vạn sự như ý, phát tài phát lộc. Con tên là Quỳnh Thị Thanh Tuyền, năm nay 28 tuổi. Hiện tại thì đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh và đang là giáo viên mầm non ạ. À, giáo viên mầm non rồi. Là Tuyền ở quận mấy ạ? À? Điểm mạnh điểm yếu của nhà gái thế nào? Không, để cho con ở quận mấy, có gần bạn kia không? Ở quận Bình Tân. Bình Tân là có gần với bạn bên đó không? Bình Tân với Bình Thạnh là nó khác cách nhau chữ Bình thôi. Cũng sát bên à. Rồi ổng hỏi mình kìa, cưng Tuyền. Điểm mạnh điểm yếu của mình sao nè? Dạ, điểm mạnh là con biết nấu ăn, chu đáo, gọn gàng, sạch sẽ, cũng biết hát chút chút. Biết hát. Rồi còn điểm yếu? Điểm yếu là dễ nổi nóng và lúc mà nóng giận thì hay hét. Hay hét lên. Dạ. Có đập đồ không? Dạ cũng đôi lúc. Có đôi lúc hả? Thôi thôi. Nhưng mà cũng không có đập cái gì quan trọng lắm đâu. Vậy hả? Đập gối, đập mền rồi ha. Dạ. Thôi gì cũng được. Thôi, nhà trai. Điểm mạnh của em là làm việc độc lập, chịu áp lực, nấu ăn rồi được. Còn điểm yếu là nóng tính. Cũng nóng tính nữa hả? Dạ. Hay khó chịu người xung quanh lúc mà có việc gì căng thẳng. Trời ơi, có đập đồ không? Khi mà nóng thì không đập, nhưng mà kiểu như là bỏ đi hay là né đi. Dạ. Hai người bên kia đập, bên đây bỏ đi. Trời ơi, ông xui ra tôi với ông đứng nói chuyện cái coi. Sao sao? Vụ đập đồ bỏ đi nè. Bên đây là bỏ đi. Đây có đập đồ. Em hãy nói cho bà mối biết em có mấy mối tình rồi. Em thì có hai mối tình. Tình đầu tiên thì bạn đó thì nhỏ, cũng 7 tuổi. Thì cũng chung tỉnh luôn. Thì quen rồi cũng dẫn về nhà chơi rồi vậy. Nhưng mà thời gian sau thì không biết sao bạn đó lại có chồng luôn. Làm cái rèn luôn. Em cũng không biết luôn, ngỡ ngàng luôn. Chắc mình đối xử với ta sao mình không quan tâm chăm sóc thì sao chứ. Chắc thời gian nó ít cái thời gian quá. Thấy chưa, không chăm sóc rồi. Rồi giờ mối tình thứ nhì. Mối tình thứ hai thì nói chung bạn nó cũng lớn hơn tầm 3-4 tuổi. Quen thời gian thì cũng tìm hiểu rồi, cũng bạn nó thì có vẻ hối quá, phải tiến tới rồi liên tục, nhưng mà em thì vẫn còn đi làm mà vẫn còn lo công việc rồi nhiều. Hai đứa thì cũng không có đồng quan điểm nhiều cho nên là không tìm lại được tiếng nói chung trong việc hôn nhân, đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà cái thời điểm này là em đã nghĩ đến chuyện hôn nhân rồi đúng không? Dạ, có. Hồi đó là nhỏ quá, chưa có nghĩ tới đúng không? Mới định. Bây giờ ta hối mà bỏ, ta bỏ luôn á. Bây giờ bước chân lên cái gọi là cái bạn muốn hẹn hò này đã xác nhận rồi, đã xác định rồi. Sẵn sàng rồi. Ok. Ông cũng muốn hỏi gì nhà gái tôi không? Sẵn sàng rồi đó. Ông cũng muốn hỏi có muốn phai đao về những tình duyên của nhà gái tôi không? Có chứ. Hỏi đi. Qua tôi coi mắt nhà gái coi chứ. Nhà gái tôi đây. Mặc xinh áo nổi quá, có đồng điếu. Đồng điếu quá ha. Mùa xuân mà gặp cô này cười là thấy giàu rồi. Cười rất là tươi luôn. Em có mấy mối tình rồi?
Dạ, có hai mối tình. Hai mối luôn? Dạ. Mối tình thứ nhất thì năm 19 tuổi, thì quen được 4 năm. Trời ơi, 19 tuổi mà quen 4 năm luôn á hả? Chứ năm 17 cũng vậy. Dạ, tại lúc đó cũng chưa muốn lập gia đình sớm á, là bạn kia... Cũng hối. Giận luôn, bỏ lấy vợ luôn. Dạ, bỏ lấy vợ. Thì đó, xem rồi coi mối tình thứ hai. Mối tình thứ hai thì con cũng quen được 2 năm. Nhưng mà do bạn đó lăng nhăng quá. Lăng nhăng quá, bỏ luôn. Dạ. Bây giờ muốn một cái người mới nó như thế nào nè? Dạ, muốn bạn nam thì phải cao hơn con là tầm chiều cao khoảng tầm 1m7 trở lên. Ví dụ giờ mét mà thấp hơn. 1m65. 65. 65, 65 5 phân nó không là cái gì. 1m65 rất cao nè, đây 1m65 nè. Được chưa? Con không thích điều gì ở đàn ông nè, con ghét nhất điều gì ở đàn ông? Dạ, lăng nhăng. Lăng nhăng. Dạ. Bây giờ đó, mà gái ta nói vậy coi mình nhắm mình đáp ứng nhu cầu được bao nhiêu vậy? Mình có lăng nhăng không nè? Bây giờ nói một tiếng một thiệt lớn cho bạn gái yên tâm là mình có lăng nhăng không? Em cũng bình thường, không lăng nhăng gì hết. Nhưng mà thương nè? Thương ai thì thương một người thôi. Rồi vậy bây giờ còn cưng thì sao? Cưng muốn cái mẫu người bạn gái của mình sao nè? Mẫu người của em thì cao trên 1m55. Đặc biệt là có nụ cười xinh chứ, tỏ nắng. Đồng điếu nha. Đồng răng điếu. Khển thì... Răng okay. Khển hả? Thích răng cười có răng khển. Nói chung là cười. Không thì... khển mà chỉ có đồng điếu thôi được không? Được. Cười vô là thấy có tiền rồi đó. Rồi thấy tôi thấy là nó cũng tương thích rồi đó. Cũng có sự tương thích. Em đi lại bạn đi lính chung. À bạn hả? Mời bạn có vài ý kiến coi nào. Dạ con chào chú Huyền Linh, con chào cô Hồng Vân. Cưng. Dạ con là bạn của Toàn. À. Hôm nay con tới đây là con để giúp Toàn tìm được một người bạn gái. Thì Toàn ơi, bạn gái này thì nụ cười thì cực kỳ đẹp. Rất hợp với lại cái tiêu chí của Toàn đưa ra. Thì bạn gái này cũng xinh xắn, dễ thương. Tài thì thấy hợp lắm á nha. Thì có thể tiến tới. Tài cũng cảm ơn. Tài có bồ chưa Tài? Dạ, con thì cũng giống Toàn. Vậy hả? Hẹn con năm sau nha. Dạ. Đó, ngồi chỗ của... đây ngồi luôn nha Tài. Chỗ dạ. Của Toàn luôn. Tài dạ, với Toàn nhau là hợp đó. Dạ. Mời nhà gái. Đúng rồi, bên em đi với ai không? Dạ, đi với anh chị của em. Giúp con. Anh chào anh Quyền Linh, chào chị Hùng Vân, chào bên họ nhà trai và chào tất cả mọi người có mặt trong trường quay hôm nay. Em cũng xin nhận xét tí về bé Tiền. Bé Tiền thì tính thì có hiếu, tự lập từ nhỏ luôn. Và có cái là hơi kỹ tính. Bên trai nhắm chịu nói không? Sạch sẽ đúng không? Sạch sẽ, ngăn nắp gọn nha. Hơi gọn kìa. Tốt mà. Chị nhìn em là chị thấy đôi giày em trắng vậy, cái áo em trắng vậy là chị với em cũng kỹ lắm. Thích những người kỹ lắm, cho nên là chắc là hợp. Yên tâm ha. Thì bên đây anh nhận xét thì Toàn thì nói chung về ngoại hình thì cũng ok, nói chung cũng đẹp, chắc là có thể đẹp hơn anh. Anh vui nói quá. Anh trai tiền có duyên á. Thì cũng hy vọng chang, là hai anh em đi chang nhau hả? Hai người sẽ cho nhau cái cơ hội để mình tìm hiểu. Với lại cũng mình muốn hỏi Toàn á, là ví dụ như bây giờ Toàn có một mối tình đầu là Toàn nói là chưa sẵn sàng để kết hôn, thì nay Toàn đến với chương trình này, mình có sẵn sàng chưa? Hay là nếu mà muốn kết hôn thì khoảng thời gian là bao lâu? Cái thời điểm này là em cũng đang sẵn sàng mới tham gia chương trình. Có thể là sau chương trình này thì sẽ cần thời gian nữa. Thì nếu mà hợp luôn á thì em sẽ tiến tới luôn. Con cảm ơn. Rồi. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Bắt đầu đi Toàn. Đứng lên anh nhận quà đi. Xong mình tặng quà của mình. Chào em. Dạ em có món quà gửi. Dạ em cảm ơn. Anh có chuẩn quà, anh có chuẩn bị một cái vòng đeo tay. Dạ. Đeo vậy. Đeo luôn đi, đưa bông đưa chị cầm cho. Trời. Chiếc vòng cầu hôn nè. Nhận đeo là chấp nhận lời cầu hôn của người ta đó. Dạ, chu đáo em chưa? Cũng có chuẩn bị chiếc vòng luôn rồi đó. Rồi anh cảm ơn. Mở ra luôn rồi. Ví đúng không? Dạ. Thì anh có lời này nói vậy nè. Anh thì thích có cái câu là chỉ cần có lý do thôi. Nếu mà có lý do thì đi đâu cũng được. Và
sẽ lâu dài hơn. Thì anh tới đây thì anh cũng hát được, thì anh có bài hát gửi chương trình với lại em. Nhìn Tuyền hát kìa, tặng cho người ta nhìn người ta hát kìa. Đó. Có ký ức nào đẹp hơn ngày đôi ta bắt đầu? Có đắng cay nào bằng em vội vàng quá mau? Người đàn ông đang đi bên em là người như thế nào? Sợ người ta không yêu thương em, anh biết phải làm sao? Nếu một ngày người em yêu bồi bàn, em đừng cần những thứ cao sang. Nếu sau này họ ra đi vội vàng, anh vẫn chờ em dấu muộn màng. Biết em thương người ấy đã rất nhiều, anh hỏi lòng anh có bao nhiêu. Trái tim em giờ đã quen nuông chiều, xin đừng quên ta đã từng yêu. Hay quá, tặng hay vậy, hát quá hay luôn, trời ơi. Mà em hát lại cho anh nghe nếu mà hát được thì đúng rồi. Dạ, dạ, con xin hát một bài, một đoạn ở trong ca khúc Miền Tây Quê Tôi. Dạ. Ghé bên Ninh Kiều qua cầu Cần Thơ, nối vui đôi bờ sông Hậu Giang, sóng trăng đón chờ. Nghe lời reo cô nàng bán bánh ngon, mua giùm em bánh mía Vũng Thơm. Trời đất ơi, hay. Đứa nào hát cũng hay nha. Về chỗ đi cưng. Tập về, về xong ca là tập bài đi. Hát được đó. Hay quá. Tới ngày đám cưới hai đứa hát luôn. Anh có cái hỏi cái này cái là yeah. Tại vì thời gian đi làm anh thì cũng kiểu bận nhiều. À, cũng áp lực công việc nữa, thì nếu mà đi chơi thì em có thể sắp xếp công việc để đi chơi. Ý là đi chơi vào dịp ngày nào của tuần hay là sao? Ý là em có yêu cầu là phải cuối tuần hay là như thế nào không thì anh mới biết. Em thì nếu nói chung là nếu quen nhau thì cuối tuần hẹn hò hay là những ngày lễ thì nó tốt hơn. À. Nhưng mà nếu mà bận quá thì có thể sắp xếp những ngày trong tuần cũng được. Tại vì công việc của em chỉ bận ban ngày thôi, buổi tối cũng rảnh. Quan điểm về hôn nhân gia đình của hai bạn thế nào, trao đổi với nhau nghe luôn. Anh thì thích, tại vì mẹ anh cũng khó tính á. Thì không biết là em có, đối với mẹ anh thì em có hài hòa được không? Kiểu như đối nhân xử thế. Cái vấn đề đó thì được à. Mà giống như là mẹ thương người lớn thương mình thì mình cũng sẽ thương lại. Rồi, em cảm ơn. Em có dự định gì nếu mà sau chương trình này thì em có muốn là tiến xa hơn hay như thế nào không? Thì nếu mà mình tìm hiểu hợp với nhau á thì mình có thể tiến xa hơn. Vì em cũng đã đến tuổi rồi, gia đình em cũng muốn em lập gia đình sớm. Anh có muốn dự định là khi nào lập gia đình không? Qua Tết thì sẽ chắc chắn sẽ có kết quả sớm. Mà giờ cũng ráng tranh thủ rồi chứ. Dạ. Yeah. Gấp rút. Em trai, em hãy đến nói chuyện với em gái xem bây giờ trái tim mình nó thổn thức thế nào, nó có rung động hay không. Rồi là em với trong mắt em bạn gái là như thế nào. Nào, hãy nói những cái gì mà mình đang suy nghĩ. Đấy, nắm hai tay. Cho em xin là gia đình là em xin cầm tay. Trời, thấy không? Nó dễ thương không? Hai tay luôn nào. Đó, nhìn thẳng mắt bạn gái. Đừng có nhìn đâu xa hết. Nhìn đúng trọng tâm cũng luôn. Lên chương trình thì anh cũng run, nhưng mà anh sẽ lấy hết can đảm và anh sẽ nói. Lúc đầu nhìn em thì dễ thương. Cảm ơn anh. Thì đã gây ấn tượng. Và anh thì giờ chỉ còn lý do thôi. Có lý do thì sao cũng được. Nên hôm nay em chắc là lý do lớn nhất rồi. Yeah. Thì anh mong thì sẽ đi xa hơn. Cảm ơn. Bây giờ trái tim sao rồi? Em thấy bạn đó cười mà tỏ nắng quá. Tỏ nắng quá hả? Còn tim em sao rồi? Tim em cũng rớt ra ngoài. Cũng rớt ra ngoài. Em có thích người đối diện không? Dạ đương nhiên rồi. Đương nhiên có. Còn bạn gái thấy trong lòng mình sao rồi? Dạ em hồi hộp. Hồi hộp hả? Dạ. Em thích phải... cái gì? Hỏi bạn gái là em thích nhất cái gì trên khuôn mặt của bạn trai? Ừ. Dạ mũi ạ. Mũi, lỗ mũi. Vậy đó hả?
Tính sống mũi hả? Sao vậy? Dùng tính thì... vô cớ hả? Là như thế nào? Sao vậy? Tại sao lại thích sống mũi? Nói cho bạn nghe. Tại nhìn vô thì thấy nhìn gương mặt thì mũi là thấy thích nhất. Cao nhất, dễ nhìn gì nhất ha. Hay ha. Linh biết tại sao tôi hỏi gì không? Sao? Ngộ lắm, bởi vì cảm nhận mỗi người mỗi khác nhau. Ví dụ tôi nhìn cái bạn đó là tôi gọi là tôi ấn tượng cái cặp chân mày, tôi nói ví dụ vậy. Nhưng mà bạn này lại khác. Rồi có bạn lại thích cái miệng, giống như đúng là rồi. Tôi nhìn Linh là tôi ấn tượng cặp chân mày. Kỳ vậy đó. Tôi nhìn tôi thích có một rùi à. Đúng vậy đó. Bây giờ thấy cảm giác bàn tay ấm áp không? Dạ có. Mềm. Mềm nữa. Hạnh phúc không? Dạ có. Rồi vậy về ghế bấm nút thôi. Đúng rồi. Còn chân chơi gì nữa. Đã tới giờ phút chúng ta đưa ra quyết định từ trái tim của mình. Sau 3 tiếng đếm chúng ta quyết định bấm nút hay không bấm nút là quyền của các bạn. Không cần đếm, bấm cũng được luôn. Không có phạm luật nha. 2 3. Hết thời gian. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Đó, theo họ rất là nhẹ nhàng, gần như quen nhau từ bao giờ rồi đó. Xin ba. Em xin ba có gì hôm nay em dẫn bé với lại cả gia đình đi đi ăn hay đi đâu đó. Đi ăn mời mời luôn. Nhưng mà trước đó là xin anh ba cho em hôn má của Tuyền chút xíu. Em xin phép gia đình với lại anh cho hôn Tuyền. Thể hiện tình cảm. Tình quá dễ thương. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, cắt khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ nhé. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Toshiba Việt Nam gửi tặng hai bạn mỗi bạn một chiếc máy lọc không khí CAF N30 diệt khuẩn và khử mùi bằng ion âm, loại bỏ bụi mịn PM2.5 đến 95%. Chúc các bạn hạnh phúc. Chào tạm biệt nha. Khi nào mà có tin vui nhớ báo chương trình nha. Dạ. Rồi. Nào, nắm tay bạn gái, chiều nhau đi khắp mọi nẻo đường. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Cảm ơn Toshiba Việt Nam đã tài trợ chính cho chương trình.